Vâng, ngày hôm nay shop linh kiện 789.vn nhận được cái sản phẩm hoàn về gửi ở trên Shopee. Do hiện trạng là hàng đến thì nó bị móp méo nên là khách hàng không nhận. Hàng hoàn về thì bây giờ bên mình sẽ quay cái video này để bóc sản phẩm xem hiện trạng sản phẩm như thế nào và làm biên bản đồng kiểm với bưu tá bên Vietport để giải bên Shopee người ta giải quyết cái đơn hàng này cho bên mình. Đây. Không, lát nữa mình làm giấy mình chỉ làm giấy tờ ký tá, con này là chỉ là quay lại để thấy thôi. Ở đây hiện tại ở đây thì có bưu tá đang ở đây luôn, lát ở bên mình sẽ làm biên bản đồng kiểm. Rồi, đây là cái đơn hàng. Bây giờ bên mình sẽ bóc ra. Thì đóng hàng thì trước khi đóng hàng gửi đi, bên mình cũng có camera ghi lại cái quá trình đóng hàng và cái sản phẩm cũng quay rất là kỹ. Trước khi gửi đi là nó hoàn toàn lành nguyên vẹn bình thường. Nhưng mà khi đến nơi thì không hiểu là vận chuyển như thế nào mà dẫn đến cho cái sản phẩm nó bị móp nguyên một cạnh luôn. Thì cái hình ảnh đó cũng được bên bưu tá phát người ta gửi về, cùng với khách hàng người ta cũng phản ánh lại. Thế nên là bên mình nhận được sản phẩm hoàn về quay lại. Thì sản phẩm được bọc xung quanh một cái xốp như thế này. Shop này hình như shop này không phải là shop bên mình đóng đi này. Shop bên mình đóng đi là shop khác. Có đúng shop này không Phương? Đúng shop này không? Anh đóng là cái này mà màu dày hay mỏng hơn thì không rõ. Cái đơn này em đóng chứ nhỉ? Không. Anh thân đóng à? Đây. Mình không hiểu là hàng cái này là cái cục pin. Cục pin 3,7V, vỏ nó là bằng vỏ nhôm. Nó cực kỳ chắc chắn luôn. Thế nhưng mà để đến mức móp như thế này chắc có khi là nó rơi hàng hay là nó đi vào cái cạnh gì đó thì không rõ. Nhưng hiện trạng bây giờ cái hàng nó bị móp như thế này. Đấy là bằng vỏ nhôm cực kỳ chắc chắn. Rồi, như vậy là hiện trạng hiện tại bây giờ mình nhận được là nó là như vậy. Còn cái việc biên bản đây có hai cái biên bản cái bản mẫu biên bản hiện trạng à. À cái này thì mình với bưu tá bên bưu cục gốc sẽ hoàn thiện hai cái bản này để chụp ảnh lên cho Shopee giải quyết.